Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với màn hát múa dân ca quan họ Lầy Cổ, câu hát Xin Ra Về do tốt ca nam nữ cùng tốt múa phụ họa. Mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
chương trình tham gia liên hoan đa phương dân ca tỉnh Bắc Ninh lần thứ tư năm 2019 của đơn vị thành phố Bắc Ninh. Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe tất cả quý vị đại biểu, khách quý, ban tổ chức, ban giám khảo, chúc liên hoan thành công tốt đẹp.